Thì có một câu hỏi như thế này nữa là ví dụ như một người thì người ta cũng coi như là ba mấy đi hoặc là bốn mấy đi, người ta qua đây người ta đi chơi thôi, người ta đi du lịch chỗ này chỗ kia, nhưng mà người ta thấy cái nhu cầu họ cần phải học tiếng Anh hay là họ muốn học khóa tiếng Anh, thì cái luật nó đưa ra là học ở bên Úc thì du lịch vẫn được đi học, và đi học cái khóa ngắn hạn đó là theo em nghĩ là Ba từ tháng một một tháng 2 tháng hoặc là dưới 3 tháng, tại 3 tháng tới ngày phải đi về rồi, thì cái học xong ví dụ như người ta có chứng chỉ đi rồi đi về Việt Nam dùng cái chứng chỉ đó để xin qua bên Úc này lại để đi học thêm tiếng Anh nữa, thì mấy người đó người ta muốn như vậy để người ta ở lại lâu hơn bên Úc để học tiếng Anh, thì như vậy nó có hợp lý hay không? thì có những cái người họ cũng hỏi chị cái chuyện này rồi, Dạ. tại vì luật nói chung á thì nó cho học là tối đa một lần đi là khoảng 3 tháng. Nếu như mà mình học xong mà mình có cái hoàn thành khóa học đàng hoàng thực Ừ. tế, rồi sau đó mình về khoảng cỡ nửa năm sau mình quay qua mình học tiếp một cái chứng chỉ nào đó nâng cao lên đó, chị nghĩ là nó sẽ khả dĩ hơn là để tiếp tục học tiếng Anh nữa. Hoặc là cái công việc của cái người đó nó ở trong cái vị trí quản lý, nghĩa là khi em làm một sơ du học thì tiếng Anh hồi trước chị hay làm cho những người ở độ tuổi lớn lớn á, cô học tiếng Anh thôi không học chuyên môn, thì những cái hồ sơ mà việc làm của người đó để mà thuyết phục nhân viên lãnh sự là cái chuyện là việc học tiếng Anh đó đó là giúp đỡ được gì cho họ, Cho tương lai nó á, cũng cho nói đồng là câu nghiệp. chuyện là nó phù hợp với cái mục tiêu đào tạo. Ví dụ người ta là một giám đốc một công ty, thì công ty này đang có ý muốn là đào tạo anh này lên ở một vị trí CEO nào đó, một cái vị trí có thể ra nước ngoài làm việc trong tương lai, bị động toàn cầu, thì cái việc mà cho anh ta ra nước ngoài học thay vì học ở Việt Nam để anh ta có thể có thêm những cái văn hóa hoặc là học thêm những kiến thức ở nước ngoài sau này anh ta mở rộng ra thì cũng cũng có khả năng còn thuyết phục được. Chứ còn nếu mà một cái cơ sở bình thường, cái người lao động ở đó không có nhất thiết phải sử dụng tiếng Anh nhiều, mà bây giờ đi ra nước ngoài đi du học ngoài ngoài tiếng Anh kêu để nâng cao kiến thức tiếng Anh trình độ này kia, thì chị nói bây giờ tiếng Anh nó đào tạo toàn bộ là online rồi, nói thiệt luôn là online là gần như là gần gần hết. Những các bạn học ở đây nào mà tới trường tới lớp là chỉ chẳng qua là mấy đứa bạn trẻ trẻ nhỏ nhỏ, mà có thể là những cái người ở nước ngoài người ta muốn học tiếng Việt ở Việt Nam, hoặc là người Việt Nam học tiếng Việt ở nước ngoài, người ta học online hết chứ họ cần gì tới trường nữa. Vậy thì cái chuyện mà nói là mình bắt buộc phải qua một nước khác để mà học tiếng Anh để mà ấy thì khó, mình phải thuyết phục là trao đổi văn hóa hoặc là những công việc gì đó mà cần thiết tới cái việc sử dụng tiếng Anh trong cái môi trường làm việc của họ thì mới thuyết phục được. Cho nên chị nói là khả năng học một một cái khóa học ngắn hạn, ví dụ mình học một khóa học mà chứng chỉ sau đại học mà theo kiểu là em biết hồi trước có mấy cái chương trình mà tiến sĩ mà đi qua Philippines rồi này nọ đó, cứ 3 tháng học rồi về Việt Nam làm tiếp rồi 3 tháng rồi cô qua học á. Nếu em có những khóa học như vậy thì họ sẽ chắc là sẽ cho em đi đúng không? Có nghĩa là phải có một cái lộ trình kết hợp với một cái chương trình nào đó là cứ định kỳ học rồi sau đó về Việt Nam làm việc trong cái lĩnh vực đó lại tiếp tục vô kia học bồi dưỡng tiếp tục rồi quay Việt Nam thì sẽ có những cái hoặc là cái visa 407. Chị đang nói thiệt luôn là tại sao không nhắm biết cái visa 407 đi, trong trường hợp mà các bạn vừa học vừa làm như vậy, tại vì cái visa du lịch nó cũng không cho phép đi làm đâu, đi làm chui. Đi làm chui. Cho nên nếu bạn nào mà đang ở cái trình độ mà có khả năng học mà chị học, dĩ nhiên cái 407 phải có trình độ bằng cấp, mà cái độ tuổi mà lớn lớn rồi 407 cũng không có khi cũng không áp dụng được, tại vì họ học lâu quá rồi, họ tốt nghiệp lâu quá rồi, cho nên là cái việc mà nộp visa đi qua thực tập thì nó cũng hơi không có thuận lợi lắm. Ngoài cái đó ra thì còn cái visa nữa là visa chuyển đổi nhân lực á. Cái visa này là worker exchange dành cho các doanh nghiệp, có công ty ở Việt Nam và công ty ở nước ngoài, hoặc là công ty ở bên ngoài hoặc nước ngoài họ tuyển, dành cho những đối tượng đó là đưa qua việc chỉ làm trao đổi thôi. Là có một cái doanh nghiệp mà vừa có công ty ở 2 nước thì đưa nhân viên qua lại để mà giúp đỡ công ty bên Úc đó. Mà nó yêu cầu khá là dễ. Mỗi lần đi được mấy tháng chị? Nó 6 cũng tháng là không? stock exchange có là 408 nè. Là 408. Generally 6 tháng nó cũng là một 408 và stock exchange. Có thể ở lại tối đa 2 năm nha. Ôi, ở lại được 2 năm luôn. Và có thể mang được vợ chồng con cái đi nữa. Dạ rồi. Thì đó có là cái visa mà chị nghĩ là nó không yêu cầu tiếng Anh đó. Dạ rồi, ok. Nhưng mà nó cũng phải dính tới là công ty phải có trao đổi với hai nơi. Chứ còn visa visa du lịch mà đi qua 3 tháng rồi về lại qua 3 tháng để đi học không, là chị nghĩ nó cũng không có dễ. Dạ rồi. Tại bản thân người đó làm công việc gì ở bên kia để mà kiếm tiền xoay sở của chuyện sinh khách sinh nhai. Tại vì sao sắp công công bản thân nó không được phép đi làm mà. Cho nên chỉ có thể là nhờ ở vị trí quản lý, người ta có thể điều hành từ xa được. Người ta đi qua đó rồi người ta lại 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 quay về, người ta vẫn tiếp tục đi làm việc cho công ty Việt Nam, công ty Việt Nam có thể tài trợ khoản chi phí đó. Thì mặt may chứ.
cái tự nhiên đi qua đó đi đi học không kiếm tiền, rồi nói là tôi lại tiếp tục đóng học phí một khóa lên lên tới như 2-3 ngàn, tại vì một tháng là 1 ngàn mấy rồi, còn một khóa 2 ngàn mấy thì chi phí máy bay qua lại 4-5 ngàn, cho nên cái thu nhập người đó cũng phải đủ đủ nhiều, chứ không có thể nào tự nhiên mà thằng thằng lãnh sự nó cấp visa cho, và hoặc là thằng nhân viên di trú xuất nhập cảnh mà nó cho nhập cảnh vô cho, tại em không có thuyết phục được. Được rồi. Em muốn hỏi chị thêm nữa thì bây giờ càng ngày nó càng khó như vậy, du lịch chuyển qua du học cũng không được, rồi xong rồi đi du học thì chứng minh tài chính khó, cộng thêm nữa là khi mà học ở bên Úc rồi mà lớn tuổi thì cũng không có được chuyển qua cái visa tạm trú, và thậm chí là nói chung là càng ngày nó càng khó để nó bảo vệ quyền lợi công nhân ở trong công nhân hoặc là cái người sinh sống ở Úc, người người Chúng nhau là người cũng thường một trú phần. dân hoặc là quốc tịch Úc. Thì bây giờ là như hồi trước em với chị cũng có bàn á, là mấy bạn mà có cái bằng cấp Úc á, ví dụ như bằng cao đẳng nghề bếp hoặc là nghề bánh, hoặc là nếu các bạn mà giỏi thêm nữa, các bạn chịu khó các bạn có luôn cái bằng thẩm định tay nghề luôn á, và chuẩn bị luôn tiếng Anh nó đầy đủ luôn rồi, nói chung là nguyên một bộ đó luôn đó. Thì nếu mà chuẩn bị vậy rồi thì qua đây thì cái tương lai nó dễ hơn và nó có nhiều cái cơ hội hơn, thì theo chị như Hiểu vậy rồi. nó cái nhận định này nó như thế nào? Cái đó giải pháp đưa ra rồi đó, thì dùng 482 để mà đi, tại vì mình không chuyển được qua visa du học để mà vừa học vừa làm được nữa rồi, thì bây giờ cứ lo mà tranh thủ học hành mọi thứ ở Việt Nam, tiếng Anh bồi dưỡng ở Việt Nam, rồi mình đi qua kia ví dụ cực chẳng đã thì có thể qua bên Úc học thêm một ít tiếng Anh nữa, rồi làm cái thẩm định nghề sẵn sàng, tại vì thẩm định nghề thì cũng còn tiếng Anh, mình chỉ cần quanh đó mình học 3 tháng, mình đi quay về Việt Nam lại, mình tìm cái công ty bảo lãnh đó. Sử dụng thời gian 3 tháng để tìm công ty bảo lãnh, thay vì là đi đi làm kiếm tiền, thì mình có thể thử thử đi thử tay nghề. Người ta tuyển thì người ta đâu có phải tự nhiên người ta tuyển một cái người nước ngoài vô làm việc cho họ đâu, người ta cũng phải kiểm tra ra năng lực làm việc đúng không, rồi mình cũng phải coi thấy mình có thích ứng được công việc đó hay không, thích ứng được thì mình quay về Việt Nam, mình làm cái chuyện là mình thẩm định nghề hoặc là mình nộp visa lao động onshore. Ở cái luật chung thì nó không có giới hạn cái việc chuyển 482, thì mình có thể nộp 482, có thể chuyển 494, 186, thì những cái visa đó là những visa định cư hoặc lao động mà có công ty bảo lãnh, nhưng vấn đề là phải có cái hồ sơ xin bảo lãnh vùng thì nó khó đúng không, visa 491, 190 xin bảo lãnh bang thì nó lâu, và nhiều khi người bạn sẽ không có đủ điểm định cư, thì cái visa 482 cũng là một giải pháp, hoặc thậm chí 407, 407 lấy cái bằng nghề cao đẳng xong có kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên qua đó tìm công ty bảo lãnh rồi làm 407. Bố lãnh nhưng tôi bảo lãnh nha, thì phải phải có công ty nào bảo lãnh trước rồi nó làm xin bảo lãnh doanh nghiệp trước rồi thì nó bảo lãnh mình vô, thì mình đọc answer mình đổi được 407, Rồi. 407 đi làm xong rồi mình được chuyển về visa định cư hoặc là visa 482 là quốc kỳ visa tiếp gì đó thì tùy, 407 chuyển qua 482 cũng đẹp vậy đúng không, 407 là chưa có cần thẩm định nghề, vẫn là Chị. bằng cấp thôi, rồi qua đó đi làm thời gian rồi chuyển qua 482 phải có thẩm định nghề, rồi từ 482 chuyển qua 186 để định cư, đó cũng là giải pháp. Cho nên cái việc hiện tại có thể làm được là vì cái visa 482 nó giới hạn đến 45 tuổi rồi. Cũng 50 tuổi, 45 tuổi mà có thể là lên hơn, là labor agreement nó còn trên 50 tuổi kia mà. Cho nên là 407 giới hạn tuổi một chút, nhưng mà những cái người lớn tuổi hơn thì lên 482, du lịch chuyển qua 482, hoặc là người nào giỏi tiếng Anh hơn thì 494, tại vì 482 thì cần 5 chấm IELTS thôi, 494 IELTS 6 chấm, hoặc 186 là thường trú nhân là IELTS 6 chấm. Thì tùy theo bạn nào mà giỏi tiếng Anh thì đi theo bách quan như vậy là 494, 186, còn không giỏi tiếng Anh thì đi theo 482, còn giỏi tiếng Anh nữa thì 407, 403 yêu cầu có 4.5 IELTS chứ mấy đúng không, quá dễ rồi. Nếu như bạn nào tiếng Anh dở quá, tuổi lớn quá thì đi qua vùng đi kiếm các doanh nghiệp ở vùng Đa Ma thì nộp cái visa ENS 186 với IELTS 5 chấm bình quân, không cái này dưới 4 thì em vô được định cư của vùng Đa Ma, labor agreement vậy đúng không, labor agreement vẫn áp dụng cho những bạn nào trên 55 tuổi, thậm chí là 55 tuổi đó, giới hạn là 55 tuổi, tiếng Anh dở dở vẫn có thể vô được. Thế thôi, nói chung là vấn đề bây giờ là chi phí nè, chi phí bạn nào có khả năng học hành tiếng Anh ở mức tương đối là một vấn đề, chi phí cũng phải có tiền, chứ nó là không có tiền để mà gầy dựng mọi thứ như vậy thì cũng cũng khó, ai cũng đòi đi du lịch đi qua chuyển đổi vừa học vừa làm kiếm tiền đóng học phí dần, thì cái cơ hội đó bây giờ khó rồi, thì bây giờ phải
phải có người để tài trợ thêm một khoản tiền hơn nhiều hơn để mà học cái bằng nghề ở đây trước, Ừ. rồi cũng phải chuyển đổi qua cái chuyện visa 407, cũng phải cần có công ty bảo lãnh, cũng cần phải có cái quỹ để mà chuyển đổi 482, chỉ trong 407 đi làm một năm nó cũng kiếm được tiền rồi, rồi chuyển qua 482 thì cũng phải chịu khó đi làm. Dĩ nhiên cái chuyện là quan trọng cũng không phải là nhiều quá tiền nhưng mà phải suy nghĩ lắm đâu, nhưng không có thể nào đây không bắt chẹt như trước được nữa. Dạ. Chị nói giùm em nghe cái chương trình mà đào tạo của bên mình đó, là cái chương trình mà đào tạo có bằng cấp Úc á, thì cái này là chương trình đào tạo mà như em biết đó là IBL đúng không chị? Thì cái đó Đúng rồi, nó là hoạt động IBL, như nó thế có dựa nào? trên kinh nghiệm làm việc. Dạ. Hiện tại là kinh nghiệm làm việc yêu cầu của cái chương trình học bác làm thẩm định nghề bác của mình nó là 2 năm kinh nghiệm trở lên Dạ. theo luật là như vậy. Cho nên khi mà mình học bằng cấp nghề, có bằng cấp nghề xong mình có thể nộp được visa để làm cái 407. Còn muốn làm cái 482 á thì kinh nghiệm làm việc ít nhất là 3 năm full time trở lên. Cho nên trong thời gian học đó đó, mình kéo dài thêm thời gian đủ 1 năm nữa là coi như là 3 năm. 3 năm thì như vậy, nó là 3 năm kinh nghiệm theo luật định thì các bạn có thể đủ điều kiện, các bạn có thể nộp được 482 ở phía sau đó. Rồi cái chương trình đào tạo của chị thì nó có 6 tháng thôi, chỉ hỗ trợ kiến thức nè, tại vì học ở Việt Nam thì mình đâu có cái kiến thức trình cái kỹ năng của những cái quy định của chính phủ Úc trong vấn đề mà ngành nghề bếp hay là bánh hay là nấu ăn hay làm bánh đó. Và nó có những cái yêu cầu ít nhất là cũng một cái người đi làm phải là 5 năm full time, 5 năm làm việc toàn thời gian mới đạt đủ điều kiện chẳng hạn. Thì mình ở đây mình học trong vòng có 6 tháng thôi mà thực tập thêm một khoảng thời gian nữa, cho nên cái việc mà phải có những cái phối hợp hỗ trợ cùng với nhau để mà hoàn thành cái hồ sơ này là có. Rồi các bạn có thể làm việc ở đây một khoảng thời gian rồi các bạn đi qua nước ngoài thì dù gì nữa thì nó cũng tiết kiệm về thời gian và chi phí, vì chi phí ở đây nó khoảng có 7.000 đô Mỹ thôi, trong khi học ở Úc lên tới 20.000 hơn. Rồi cái việc mà mình có thể làm được cái chứng từ hồ sơ giấy tờ ở Việt Nam thì dù sao nó cũng dễ hơn ở bên Úc. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.